ăn một chén canh, cả gia đình ba người suýt mất mạng. Nấu mướp tuyệt đối đừng quên bước này. Một thời gian trước đây, tại đại lục Tứ Xuyên, người vợ đi mua một trái sơ mướp về hầm súp gà. Khi ăn thấy mướp hơi đắng, không nỡ vứt đi, vậy là uống hết cả một nồi súp gà đắng ngắt. Sau đó, cả gia đình ba người đều nôn mửa và có các triệu chứng tiêu chảy, ngay lập tức được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ trong quá trình cấp cứu nói rằng người mẹ và đứa con gái đã nôn mửa và tiêu chảy rất nhiều lần, còn kèm theo vết máu rõ ràng. Huyết áp giảm, chứng viêm nội thể, còn do ngộ độc gây tổn thương gan. Tình trạng thật sự quá nguy kịch. Sau khi mất khoảng 6 giờ cấp cứu, ba người cuối cùng đã thoát khỏi cơn nguy hiểm. Kết quả xét nghiệm của bệnh viện cho thấy triệu chứng nôn mửa của ba người trong gia đình đều có phần chứa glycoside, độc tố sinh học, tính kiềm và các độc tố có nguồn gốc từ trái mướp vị đắng. Và nó cũng là chất độc mà gây ra ngộ độc, gần như muốn cướp đi sinh mạng của họ. Bác sĩ nói, trái mướp vị đắng chứa độc tố có độc tính như arsenic, chất độc này rất khó tan ngay cả khi nhiệt độ cao. Các bác sĩ khuyên rằng, ở nhà trước khi ăn mướp, tốt nhất dùng đầu lưỡi liếm thịt trái mướp đã cắt vỏ. Nếu bị đắng thì chắc chắn là độc hại, không ăn được. Nếu nồi canh mướp nấu lên thấy có bị đắng thì đừng tiếc bỏ mà vứt hết tất cả thực phẩm có trong nồi. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sáu loại rau không nên luộc mà lâu nay ít ai để ý. Thật không ngờ khi sáu loại rau sau đây mà mọi người vẫn thường chế biến bằng cách luộc ăn. Ngày nay theo nghiên cứu của các nhà dinh dưỡng học cho biết, các loại rau sau không nên luộc ăn vì sẽ làm thất thoát nguồn dinh dưỡng vốn có ở chúng. Với thói quen hay luộc rau chấm kèm nước mắm cho bữa cơm gia đình, tuy nhiên họ chưa biết và phân biệt được đâu là loại rau nên luộc, đâu là loại rau không nên luộc. Chia sẻ với tạp chí Sáp, Anh, chuyên gia dinh dưỡng Trashilet cho biết, một nửa dinh dưỡng của rau sẽ bị mất khi chúng ta luộc. Dưới đây là 6 loại rau không bao giờ nên luộc ăn. Bắp cải, loại rau không bao giờ nên luộc, bởi trong bắp cải có chứa một hàm lượng vitamin cao hơn nhiều so với các loại rau củ khác như cà rốt, khoai tây, hành tây. Theo nghiên cứu, hàm lượng vitamin A và vitamin B trong bắp cải kết hợp với nhau làm thành mạch máu bền vững hơn. Ngoài ra, nó còn chứa một số chất chống ung thư như sulforaphane và indole-fluorocarbinol. Nếu luộc rau bắp cải, hàm lượng vitamin, các chất dinh dưỡng sẽ không còn lại trên rau. Cải bó xôi hay còn gọi là rau chân vịt, loại rau không bao giờ nên luộc, bởi cải bó xôi vô cùng giàu sắt cùng vitamin C. Sắt có tác dụng làm nhân cho tế bào máu, còn vitamin C có tác dụng tăng cường hòa tan sắt trong dịch ruột, giúp sắt được hấp thụ ở hệ tiêu hóa. Nếu không muốn vitamin trong cải bó xôi bị mất thì đừng nên sử dụng phương pháp luộc để ăn. Vậy nên thay vào cách chế biến bằng xào hay hấp. Cải xoăn, loại rau không bao giờ nên luộc. Cải xoăn là một trong những loại thực phẩm lành mạnh nhất, nhờ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và dưỡng chất thực vật. Loại rau xanh này nên được đưa vào chế độ ăn của gia đình. Tuy nhiên, nên hạn chế sử dụng phương pháp luộc đối với loại rau này nếu không muốn mất đi các dưỡng chất chứa ở trong rau. Vậy nên thay vào cách chế biến bằng xào hay hấp. Bông cải xanh, còn gọi là súp lơ xanh, loại rau không bao giờ nên luộc. Bông cải xanh từ lâu được coi là siêu thực phẩm đối với sức khỏe của con người. Bông cải xanh có giá trị dinh dưỡng rất lớn. Nó là nguồn thực phẩm giàu chất sắt, protein, canxi, chrome, carbon hydrate, vitamin A và vitamin C. Nếu như có thói quen luộc rau này thì nên bỏ ngay vì sẽ làm mất đi lượng vitamin chứa trong rau. Thay vào đó có thể áp dụng một số cách chế biến khác như xào, nướng, hấp. Các loại đậu quả, loại rau không bao giờ nên luộc. Tương tự như bắp cải, bông cải xanh, cải xoăn, các loại đậu quả cũng chứa nhiều vitamin, dưỡng chất cần thiết có sẵn.
Nếu như dùng phương pháp luộc, cũng chính là tự đánh mất đi lượng chất cần thiết có trong các loại đậu quả này mà thay luộc là xào hoặc hấp. Đậu Hà Lan, loại rau không bao giờ nên luộc. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra chymetran, một loại dinh dưỡng thực vật trong đậu Hà Lan có tác dụng chống lại bệnh ung thư. Ăn đậu Hà Lan hàng ngày có thể làm giảm đáng kể khả năng bị ung thư dạ dày. Nhiều chị em có thói quen luộc đậu Hà Lan trước khi chế biến món ăn. Thói quen này tưởng như bình thường, nhưng lại tự tay đánh mất đi những dưỡng chất vốn có trong hạt đậu. Vậy nên thay vào cách chế biến bằng xào hay hấp. Do vậy, các nhà dinh dưỡng khuyến nghị người nội trợ có thể thay thế cách chế biến 6 loại rau trên từ luộc bằng phương pháp hấp hoặc nướng. Hoặc nếu vẫn thích luộc thì nên sử dụng ít nước thôi, tận dụng nước luộc để ăn. Làm món hầm hoặc nấu súp như thế sẽ đỡ lãng phí các vitamin có trong rau. Nguyên tắc chung là rút thật ngắn thời gian nấu, giảm lượng nước dùng để nấu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nhựa quả sung, vị thuốc vô cùng quý không nhiều người biết. Nhựa sung là một vị thuốc rất quý bởi rất sẵn trong đời sống nhưng công hiệu chữa bệnh rất rõ ràng. Sung là loại cây to, không có rễ phụ, lá hình mũi giáo, đầu lá nhọn, phía cuống hơi tròn. Khi lá còn non, cả hai đều phủ lông. Khi già, lá trồng cứng phiến lá nguyên hoặc hơi có răng thưa, dài 8-20cm, rộng 4-8cm. Lá sung thường bị sâu ký sinh gây ra, là những mụn nhỏ gọi là vú sung. Quả sung thuộc loại quả giả, do đế hoa tự tạo thành. Quả giả mọc từng nhóm trên thân cây và trên những cành to không mang lá. Khi chín có màu đỏ nâu, hình lê, mặt quả phủ lông miệng, cuống rất ngắn. Trong dân gian, lá sung non thường dùng để ăn kèm với những món cần vị chát như nem, chảo. Quả sung cũng dùng để ăn. Có một điều ít người biết là người dân xưa thường dùng nhựa sung để làm thuốc. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia y học cổ truyền, nhựa sung là một vị thuốc rất quý bởi nó rất sẵn trong đời sống nhưng công hiệu chữa bệnh rất rõ ràng. Muốn lấy nhựa sung, người ta băm thân cây, hứng lấy nhựa. Trong cuốn Những cây thuốc và vị thuốc nam của cố giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi có ghi lại công dụng của nhựa sung là để chữa các bệnh nhức đầu và bệnh ngoài da như chốc, nhọt, sưng đau, tụ máu. Cụ thể các bài thuốc như sau: chữa mụn nhọt bắp chuối, xương vú. Rửa sạch mụn nhọt, lau khô nước. Nhựa sung hứng độ một chén hay hơn, bôi trực tiếp vào chỗ đau. Xương đỏ đến đâu, bôi đến đó. Bôi nhiều lần một lúc. Để tránh bôi nhiều, có thể trộn nhựa sung với lá non, giã nát rồi đắp lên chỗ đau. Nếu mụn chưa có mủ thì đắp kín. Nếu vừa mủ rồi thì đắp để hở một chỗ bằng hạt ngô. Khi đã có mủ, muốn lấy ngoài ra thì giã thêm củ hành với nhựa và lá sung rồi đắp lên trên để mở miệng. Nếu sưng vú, đắp hở đầu vú. Khi ngã bị xây xát, đắp thuốc phải chừa chỗ xây xát mà chỉ đắp nơi sưng đỏ hoặc tím. Thường chỉ 2 đến 3 ngày là thấy kết quả. Chữa nhức đầu. Nhựa sung phết lên giấy bản, dán vào hai bên thái dương. Có trường hợp người ta dùng trong chữa tê liệt. Có khi dùng phối hợp bên ngoài với ăn lá non hoặc uống nhựa sung với 5ml hòa với nước lã đun sôi để nguội trước khi đi ngủ. Chữa hen. Nhựa sung hòa với mật ong uống trước khi đi ngủ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Rau muống kết hợp với thực phẩm này sẽ trở thành bài thuốc chữa ba bệnh nguy hiểm. Đông y cho rằng nếu chỉ luộc, xào hay nấu canh thì chúng ta vô tình đã bỏ lỡ ba bài thuốc tuyệt vời để chữa các bệnh về huyết áp, mỡ máu và lượng đường trong máu. Chuyên gia gọi rau muống là khắc tinh của bệnh tam cao.
Rau muống là món ăn phổ biến của người Việt, bởi đây là thực vật dễ trồng, phổ biến hầu hết ở các địa phương. Trước đây, rau chỉ được trồng theo mùa, nhưng giờ có thể tìm mua được quanh năm, kể cả khi trái vụ. Theo nghiên cứu của Đông y, rau muống không chỉ đơn thuần là một món ăn, nó còn là một vị thuốc nếu chế biến đúng cách. Công dụng của rau muống. Theo Đông y, rau muống có tác dụng giải cảm nắng, bù nước, thanh nhiệt, giải độc, cầu máu nhanh, làm mát máu, nhuận tràng, thông tiện. Trong sách Nam Phương Thảo bản trạng Trung Quốc còn ghi rằng đây là loại rau kỳ lạ, có thể kích ứng với khẩu của nhiều người, chữa bệnh không kém gì dược liệu. Cụ thể, rau muống có tác dụng chữa bệnh trĩ, đi ngoài có máu trong phân, bị rắn cắn, nhiễm trùng, khô dịch tiết âm đạo, ngộ độc thực phẩm. Thông thường, người bị bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu, trẻ em chảy máu cam nên ăn canh rau muống nhiều hơn để tăng cường hiệu quả điều trị. Theo nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng hiện đại, rau muống giàu chất cellulose, lignin và pectin. Trong đó, pectin có thể thúc đẩy sự bài tiết các chất độc hại thanh lọc cơ thể hữu hiệu. Trong khi lignin có thể giúp cải thiện sức sống của vi khuẩn tốt, chúng sẽ tiêu diệt vi khuẩn xấu và chống viêm. Ngoài ra, rau muống có thể ngăn ngừa ung thư đường tiêu hóa, nhuận tràng nhanh và đẩy mạnh nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón, giảm ung thư ruột một cách rõ ràng. Món rau giản dị này còn chứa rất nhiều vitamin và carotin, giúp tăng cường thể chất, phòng ngừa bệnh tật. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng rau muống có đủ bằng chứng chứng minh rằng nó làm giảm lượng đường trong máu, là món rau ăn kiêng tốt cho người bị tiểu đường. 1. Rau muống, trứng gà, chữa hạ huyết áp. Những người bị huyết áp cao nên nấu rau muống cùng với trứng gà. Cách làm như sau: rau muống nhặt rửa sạch, cắt khúc vừa ăn, trứng đập ra bát, đánh nhuyễn cùng chút gia vị, làm nóng chảo với chút dầu mỡ, xào trứng, vừa vón thành khuôn, chưa chín hẳn thì cho rau muống vào xào. Rau chín thì thêm chút gia vị và ăn khi nóng ấm. 2. Rau muống, thịt gà, giảm hấp thụ cholesterol. Người mắc bệnh mỡ máu cao, tỷ lệ cholesterol trong cơ thể cao hoặc thể trạng dễ hấp thụ cholesterol là đối tượng được khuyến cáo nên ăn nhiều hơn món này. Cách làm như sau: rau muống rửa sạch các khúc vừa ăn, thịt thái mỏng, cho dầu vào chảo nóng vừa, thêm ít tỏi băm vì thơm. Xào thịt gà nhanh tay trên lửa to vừa. Khi thịt gà gần chín thì cho thêm chút gia vị đảo đều. Tiếp tục thêm rau muống vào xào, rau chín, thêm chút gia vị rồi ăn nóng. 3. Rau muống, rau ngô, giảm lượng đường trong máu. Người có thói quen ăn đồ ngọt nhiều, người có thể trạng hấp thụ nhiều đường, rất dễ sinh ra bệnh đường huyết. Món ăn này có thể giúp bạn cải thiện lượng đường trong máu một cách an toàn, đơn giản. Cách làm như sau: chọn rau muống tươi, nhặt lấy phần thân khoảng 60g, rau ngô 30g, thêm nước vừa đủ, nấu thành món canh. Chắc nước canh để uống 2-3 lần một tuần. Món ăn này có thể tăng tiết insulin, có vai trò hỗ trợ điều trị bệnh đường máu hiệu quả. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đậu phộng hay còn gọi là củ lạc, thần dược chữa bệnh dạ dày mới được khám phá ra, bài thuốc dành cho hàng ngàn bệnh nhân nghèo. Củ lạc hay còn được gọi là đậu phộng là một món ăn được rất nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, rất nhiều người không ngờ được rằng nó lại là thần dược chữa bệnh dạ dày cực kỳ hiệu nghiệm. Xin chân thành chia sẻ cho bạn đọc, lưu lại ngay để áp dụng nhé mọi người. Việt Nam đang có tỷ lệ người mắc bệnh đau dạ dày rất lớn. Các nhà y học Trung Quốc đã xác định lạc sống hay còn gọi là đậu phộng có khả năng chữa được bệnh viêm và loét dạ dày. Nếu bị nhẹ, phương pháp chữa như sau: ăn khoảng 12 hộp trước các bữa ăn, mỗi ngày 3 lần, dùng liên tục từ 1 đến 3 tháng. Người nhẹ sau 1 tuần, người nặng sau 3 tuần đều giảm bớt tiết chất chua, chứng bệnh đều bớt hoặc mất hẳn. Các chuyên gia xác định rằng sở dĩ lạc sống có thể chữa được bệnh dạ dày
do nó tạo thành chất keo phủ lên niêm mạc dạ dày. Chất dầu trong lạc sống có tác dụng hạn chế sự tiết chất chua dạ dày, ngăn chặn sự lan rộng của vết viêm, rồi thu hẹp làm lành viêm loét dạ dày. 10 công dụng chữa bệnh tuyệt vời của lạc. Lạc không chỉ là một thực phẩm trong các bữa ăn ngon miệng mà còn có những công dụng tuyệt vời nhờ lượng chất dinh dưỡng dồi dào có trong nó. Hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Nhiều người vẫn thường nghĩ rằng hàm lượng chất béo trong lạc được coi là quá cao, vì thế những người muốn giảm cân, đặc biệt là béo phì, cần loại trừ thực phẩm này. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho biết rằng các sản phẩm từ lạc có thể giúp bạn kiểm soát trọng lượng và ngăn ngừa béo phì rất hiệu quả. Các chuyên gia dinh dưỡng đã tìm thấy axit folic trong lạc. Nó chứa rất nhiều axit không bão hòa đơn béo, làm giảm cholesterol trong máu cao. Ngoài axit folic, lạc cũng chứa nhiều cellulose hữu ích, một vai trò rõ ràng về chất thải đường ruột, không gây béo phì, giúp cho trái tim khỏe mạnh. Nhiều nghiên cứu cho biết lạc có khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Đậu phụng rất giàu chất béo không bão hòa đơn và chất chống oxy hóa như axit oleic. Một số lượng lớn các nghiên cứu đã chỉ ra rằng lạc, bơ lạc và các sản phẩm từ lạc khác giúp bảo vệ tim, có tác dụng tốt trong phòng chống các bệnh tim mạch. Những người thường xuyên ăn lạc và các sản phẩm từ lạc có thể hạ thấp tỷ lệ mắc bệnh tim mạch 35%, đặc biệt là phụ nữ. Phụ nữ mãn kinh thường xuyên ăn lạc có thể giảm tỷ lệ mắc bệnh mạch vành. Kiểm soát cholesterol. Không chỉ giúp tăng cường trí nhớ, niacin trong lạc còn giúp hạ thấp và kiểm soát nồng độ cholesterol trong máu. Mặt khác, nhờ chứa nhiều lượng đồng nên khi ăn lạc sẽ giúp tăng lượng cholesterol có lợi và giảm lượng cholesterol có hại. Đậu phụng rất giàu axit béo không bão hòa đơn, giúp giảm mức độ cholesterol xấu trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa nguy cơ tim và bệnh mạch vành. Những hạt đậu phộng tự nhiên thơm ngon nên được đưa vào kế hoạch chế biến ăn uống hàng ngày. Đậu phụng không có muối, rất tốt cho động mạch. 1/4 chén đậu phộng chứa lượng chất béo không bão hòa, tương đương 1 muỗng dầu ô liu. Chất béo không bão hòa giúp giảm cholesterol trong máu. Ngăn ngừa lão hóa. Lạc chứa polyphenol tự nhiên, ngoài việc giảm kết tập tiểu cầu, bảo vệ tim, còn có tác dụng chống lão hóa rất tốt. Ngoài ra, đậu phụng rất tốt cho da vì nó giàu vitamin E, giúp làm giảm nếp nhăn trên da. Các nghiên cứu cho thấy ăn đậu phụng luộc giúp bảo vệ da khỏi các gốc tự do. Tăng cường sức khỏe của xương. Trong hạt lạc cũng có chứa một lượng nhỏ canxi và vitamin D. Cả hai chất này hợp tác với nhau giúp tăng cường sức khỏe của xương, bao gồm cả tốt cho sức khỏe của răng. Ngăn ngừa sỏi thận. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện thấy rằng một điều bất ngờ rằng là có thể giúp ngăn ngừa sỏi mật. Nhiều nghiên cứu về vấn đề này đã chỉ ra rằng ăn 28g lạc hoặc bơ lạc một tuần có thể làm giảm nguy cơ phát triển sỏi mật 25%. Tăng cường trí nhớ. Một số nghiên cứu cho thấy ăn lạc có khả năng tăng cường được sức khỏe cho não. Lý do là trong củ lạc có chứa nhiều vitamin B6 hay còn gọi là niacin. Đây là chất giúp não hoạt động bình thường và tăng cường trí nhớ, tốt cho chuyện ấy. Theo một công trình nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Linköping, Thụy Điển, thường xuyên ăn lạc sẽ tốt cho chuyện ấy ở đàn ông. Trong lạc có chứa rất nhiều nitric oxide, các chất này sẽ làm tăng khả năng cương cứng lâu hơn bình thường. Do vậy, đàn ông muốn tăng sức hoạt động tình dục thì nên tăng cường thực đơn lạc trong bữa ăn. Thúc đẩy khả năng sinh sản. Lạc có chứa nhiều axit folic mà loại axit này lại rất cần. Lạc có chứa rất nhiều axit folic và loại axit này lại rất cần thiết cho khả năng sinh sản của chị em. Các nghiên cứu cho thấy rằng phụ nữ thường ngày cần được cung cấp 400mg axit folic trước và trong thời kỳ đầu mang thai sẽ làm giảm nguy cơ khuyết tật ống thần kinh của em bé sau khi sinh ra đến 70%. Ngăn ngừa ung thư. Chất tetrahydrocannabinol có trong một số loại dầu thực vật như đậu, lạc không những giúp chống lại bệnh tim mạch bằng cách can thiệp vào sự hấp thụ cholesterol, chúng còn chống lại bệnh ung thư bằng cách ngăn chặn sự phát triển của các tế bào. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên.
hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.